Có thể video này sẽ chạm đến bạn hoặc không, nhưng mà video này sẽ tìm đến bạn khi mà bạn sắp sửa bắt đầu một cái việc gì đó mới mà mình đầy những lắng lo và do dự ha. Rồi trước khi bắt đầu thì chúng ta sẽ cùng đốt một chút xíu nến thơm ha. Tôi nhớ lại những cái ngày đầu á mà mình bắt đầu qua con đường viết cũng như là sáng tạo nội dung trên các nền tảng. Thì cái ngày đó cách đây khoảng 3 năm rồi các bạn, 3 năm. Và khẳng định với các bạn là từ trước khi bước vào cái con đường viết lách chuyên nghiệp, trở thành tác giả nhà văn á, cũng như là làm một cái kênh YouTube, thì trước đó tôi chưa bao giờ có một cái gì gọi là bền bỉ với cái công việc mà mình đang làm đó các bạn. Kiểu như là mình cứ làm cái gì đó khoảng chừng 6 tháng là mình muốn đổi việc rồi. Là mình muốn đổi việc rồi, mình không có muốn gắn bó với cái công việc đó nữa. Vì rất là nhiều lý do các bạn. Vì nhiều lý do lắm, ví dụ như là mình chán. Một trong những lý do mà nhiều nhất đó là chán việc. Rồi tiếp theo nữa là có thể là do là bất đồng quan điểm với lại đồng nghiệp, hay là sếp chèn ép mình. Và nhiều khi cái môi trường công sở á, nói thật với các bạn, có nhiều người sếp mặc dù đã có gia đình rồi, mặc dù đã có con cái rồi nha, và bên ngoài rất là gọi là sang xịn mình ấy, kiểu đường hoàng luôn á, nhưng mà góc khuất của họ vẫn là thích những cái cô nhân viên mới để họ có thể sưu tập và bộ sưu tập của họ. Mà nếu mà các bạn nữ vừa tốt nghiệp ra trường hay là chưa có nhiều cái kinh nghiệm trong cái vấn đề từ chối đó, thì rất dễ trở thành miếng mồi ngon cho những cái người mà người ta có nhiều cái trải nghiệm như vậy. Nên á, các bạn nhớ lưu ý là mình đừng có vì đồng tiền mà mình đánh đổi cái thanh xuân của mình, cũng như là đánh đổi cái lòng tự trọng tôn nghiêm của mình ở bất kỳ một cái môi trường nào nha các bạn. Nhớ nha, nhớ cái điều này nha. Tôi nhớ về những cái ngày đầu bắt đầu qua viết lách á, thì tôi chưa có biết là mình sẽ làm cái gì hay là mình sẽ đi đến cái mức độ nào. Mình cũng không có cái tham vọng là mình sẽ trở thành một nhà văn chuyên nghiệp, hay là mình ra được một cái sản phẩm sách hay là ebook nào. Cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ hướng dẫn viết cho hàng trăm bạn, hay là có những cái bài viết lên những cái trang báo, tạp chí, thậm chí là có một ngày được mời làm diễn giả cho một cái hội văn hóa đọc lớn của quận, vân vân. Thì đó là những cái điều mà mình gọi là mình chưa có mường tượng trong cái suy nghĩ. Cái lúc bắt đầu qua viết thì chỉ đơn giản là ok, tôi muốn viết và tôi thích viết. Vì viết đem đến cho tôi nhiều cái trải nghiệm mà ở những cái lĩnh vực khác đó, tôi không có cảm nhận được. Ví dụ như là tôi đi chốt hợp đồng thì tôi lấy về được một cái hợp đồng khoảng đâu đó là 40-50 triệu cho công ty. Và cái mức lương của tôi nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng 20%-30% trong cái số tiền đó đi, ví dụ vậy. Thì rõ ràng là chỉ cần một cái hợp đồng thì các bạn có thể ăn no được cả tháng rồi. Nhưng mà tôi lại không cảm thấy vui vì cái việc chốt hợp đồng đó, so với cái việc là một bài viết của mình được nhiều bạn đón nhận, nhiều bạn bình luận, nhiều bạn đồng cảm, chia sẻ. Và các bạn kiểu cho tôi một cái danh xưng là tác giả. Thì chính cái lúc mà các bạn gọi tôi là tác giả thì tôi lại cảm thấy là đây là cái niềm vui mà từ trước tới giờ mình chưa bao giờ được cảm nhận qua. Và đó chính là lần đầu tiên tôi chạm mặt vào cái con đường viết lách và xác định là mình sẽ trở thành một cái người tác giả chuyên nghiệp, viết full thời gian luôn, từ sáng tới tối ngồi viết thôi. Rồi có nhiều cái cơ duyên khác dẫn đến là có những cái việc sau này càng ngày nó càng củng cố cái hình ảnh tôi là một cái người viết chuyên nghiệp trong lòng các bạn độc giả, cũng như là những cái bạn học viên sau này tìm đến với mình. Để mà bắt đầu một cái việc gì mà các bạn không được đào tạo chính quy, các bạn không có người dẫn dắt, các bạn cũng không biết hỏi ai, không học được cái gì, thì các bạn hãy cố gắng mình làm được một cái điều là mình chủ động các bạn. Nếu bạn không có thầy thì bạn chủ động, bạn tìm các nguồn tài liệu trên internet, mạng xã hội. YouTube là một trong những cái kênh mà tôi rất khuyến cáo các bạn cứ việc gõ từ khóa. Mình không biết cái gì mình lên đó mình gõ thì có rất là nhiều người chỉ cho mình một cách miễn phí trên đó. Ở trên YouTube thì nó sẽ có rất là nhiều nguồn và nhiều video khác nhau của nhiều kênh. Thì tùy vào cái cách chia sẻ của ai phù hợp với các bạn thì các bạn có thể học hỏi từ người đó, hoặc là tìm cách liên hệ người đó qua mail, thường là sẽ có mail, thì các bạn thử. Ngoài ra thì các bạn có thể lên Google, hoặc là bây giờ có một cái nguồn thông tin là các bạn lên Bing ấy, thì các bạn hỏi thì nó cũng có ra nhiều nguồn dữ lắm. Nói chung là nếu mình muốn tìm cái cách để mình có thể đi đến một cái
điều mình mong muốn khát khao á, thì nó rất là nhiều cách, chứ không phải là tôi không biết làm gì, tôi không biết bắt đầu từ đâu và tôi chọn là cứ do dự và ở mãi một chỗ. Từ cái lúc bắt đầu thì các bạn sẽ có nhiều cái lo nghĩ dữ lắm, ví dụ như là mình sống sao với nghề này là cái suy nghĩ đầu tiên. Sau đó là các bạn sẽ tự hỏi là mình có đi được đường dài với cái nghề này không, hay là mình sẽ lại thay đổi. Và những cái hào hứng ban đầu này nó sẽ duy trì được bao lâu? Nhiều cái câu trả lời, nhiều cái câu hỏi cho các bạn mà ở cái thời điểm đó các bạn chưa có biết câu trả lời thì nó sẽ gây hoang mang cho các bạn. Nhưng mà những câu hỏi đó là những câu hỏi cần thiết để các bạn xác định thử xem bước đầu tiên là mình có thật sự yêu thích cái ngành này hay không. Bây giờ viết thì nó sẽ chia làm hai cái, là viết lách chia sẻ, trở thành tác giả, nhà văn theo cảm hứng, theo cảm xúc, theo những cái gì gọi là trải nghiệm cuộc sống, góc nhìn, quan điểm cá nhân. Và một cái ngách khác đó là content writer, có nghĩa là những cái bạn mà viết nội dung cho những cái thương hiệu, những cái bài quảng cáo, những cái TVC, những cái cách để mình có thể chốt đơn bán hàng với khách. Đó, thì hai cái này nó là hai cái ngách khác nhau nha các bạn. Nó là chung viết nhưng mà ngách khác nhau. Thì một cái tin vui là các bạn nếu giỏi viết lách thì các bạn cũng có thể làm content được. Nhưng các bạn giỏi content thì chưa chắc các bạn có thể viết lách hoặc là viết sách được. Cái đó thì hên xui, tùy vào cái mức độ ngôn từ của mỗi người nữa. Nhưng mà khi mà các bạn thích một cái gì đó thì các bạn cứ thử trải nghiệm nó trước đã, rồi hãy nghĩ đến việc là có đi đường dài với nó không. Tại vì đến cái việc mà dám trải nghiệm với nó mà các bạn còn do dự, các bạn còn đắn đo nhiều quá, thì làm sao các bạn có thể dành thời gian, tâm sức, tiền bạc, tâm trí của mình cho nó một cái quãng đường dài tính bằng hàng năm như vậy. Mà trước khi mà tôi bắt đầu vô cái ngành này thì nói thiệt với các bạn là cứ hồi nãy tôi nói đó, 6 tháng là tôi đổi việc lần. Và các bạn biết cái con người của mình đó, mỗi lần mà mình đổi việc như vậy là mình phải bắt đầu lại từ đầu hết. Hồi đó thì tôi làm sale, rồi từng mở quán trà sữa cà phê, rồi từng bán vé máy bay, vé tàu hỏa, rồi từng bán bảo hiểm. Nói chung là đa số cái công việc của tôi hồi trước bây giờ là bán hàng. Bán hàng là rất nhiều các bạn, từ bán hàng trực tiếp cho tới bán hàng qua các kênh ngồi văn phòng cho đến là telesale, bán hàng qua điện thoại. Nó có nhiều kinh nghiệm về bán hàng, và content thì tôi cũng đã làm nhiều năm rồi. Tôi không có cần chạy Facebook, tôi vẫn có cái khách hàng trên đó, không có tốn tiền quảng cáo, vẫn có khách hàng có đơn trên đó là các bạn biết. Nhưng tôi lại không có chọn cái ngách content để làm cái sự nghiệp của mình, vì cái mục đích mà viết content đó là chốt đơn với lại khách hàng, là trở thành một cái nơi cung cấp sản phẩm dịch vụ mà khách hàng đang cần, chứ không có bổ sung được cái gì nhiều cho mình hết. Nó sẽ có những cái mẹo về tâm lý khách hàng, và chỉ cần bạn nắm được những cái mẹo đó thì bạn sẽ dễ viết bài. Và cái việc là mình đừng có sao chép, đừng có rập khuôn, thì nó sẽ cho khách hàng cái sự tươi mới, sáng tạo, cũng như là các bạn viết dựa trên những cái trải nghiệm thực tế của mình á, thì nó sẽ dễ tiếp cận được khách hàng hơn. Content nó chỉ vậy thôi. Còn nếu mà các bạn qua viết lách thì nó sẽ đòi hỏi nhiều hơn một chút xíu, vì các bạn phải xào nấu nhiều thứ, từ trải nghiệm bản thân, trải nghiệm cuộc sống và trải nghiệm của những người xung quanh. Mà bạn xào nấu thì sao để cho những cái người, người ta ghé qua cái trang của bạn á, đọc bài viết của bạn, người ta cảm thấy họ ở trong đó. Và viết phải một cách gọi là đừng có phức tạp hóa, phải đơn giản để có thể tiếp cận được tất cả những cái đối tượng đọc, không có gây phản cảm, không có gây kích động, drama vân vân, thì nó đòi hỏi nhiều cái nguyên tắc khác nữa. Thì không phải là tôi đang đánh giá cao viết lách mà bỏ nhẹ cái content. Content nó sẽ đem lại cái nguồn thu nhập tốt và nhanh hơn cho các bạn. Còn viết lách thì các bạn phải chấp nhận đi đường dài, và có thể cả một cái quãng đường đầu tiên các bạn không có thu nhập, các bạn phải làm free, miễn phí để khách hàng, để độc giả của các bạn tiếp cận được cái lối viết của các bạn, yêu thích cái lối viết của các bạn. Thì sau đó các bạn mới có thể có thu nhập từ trải nghiệm, kinh nghiệm và cái vốn từ của mình. Ngay cái lúc mà tôi ngồi chia sẻ với các bạn thì những cái clip trên YouTube nó vẫn chưa có bật kiếm tiền, và tôi cũng chưa biết khi nào, mặc dù tôi đã làm 3 năm rồi. Và có nhiều bạn nói là chị cứ làm như thế này mãi thì biết đến bao giờ, kênh của chị không có nhiều người coi, không có phát triển vân vân, không nản sao. Thật ra nếu mà chúng ta làm một cái việc gì đó với cái mục đích chỉ đơn giản là kiếm tiền, thì khi không có được tiền thì các bạn sẽ rất dễ nản. Hoặc là các bạn đã ăn quen nhiều tiền rồi, bỗng một ngày đẹp trời cái kênh của bạn không còn nhiều tương tác, không đem lại nhiều thu nhập cho bạn nữa, thì bạn sẽ dừng kênh. Còn với tôi thì tôi đơn giản lắm các bạn, tức là mình xem đây là một cái nơi để mình nhật ký, để mình chia sẻ lại, ghi chép lại dưới cái hình thức là video, giúp cho bản thân của mình thứ nhất là được thoải mái giải tỏa, thứ hai là mình có thể có cơ hội chia sẻ những cái điều, những cái kinh nghiệm mà bản thân đã trải qua đến với những bạn cần
Các bạn có tin vào cái tâm linh không? Là khi mà các bạn khởi lên một cái ý niệm nào đó về một cái điều gì đó, ví dụ như bây giờ tôi muốn học viết quá, thì tự nhiên ấy, trên cái mạng xã hội của các bạn, YouTube nè, Google nè, rồi Facebook đó, nó sẽ hiện lên những cái bài viết hay, những cái người dạy giỏi và những cái cơ hội để các bạn có thể tiệm cận với cách học viết hay là cái cách để mình có viết tốt hơn. Còn ví dụ như mà bạn đang xem clip này mà bạn đang kiểu do dự là mình có nên bước vào một cái lĩnh vực mới hoàn toàn, mình yêu thích nó nhưng mà mình không biết bắt đầu từ đâu hết, và mình cũng không có thầy dạy, mình cũng không có được đào tạo bài bản á, thì các bạn, cái clip này là dành cho các bạn đó, tại vì các bạn đang nghe một cái người mà thực sự như thế, không được đào tạo bài bản, học hồi xưa là học kế toán, rồi không có người dẫn đường chỉ lối gì hết, tự mày mò một mình và đã có kha khá những cái gọi là thành tích cá nhân mà có thể tự hào rồi. Nên là các bạn đừng có lo, chỉ là thời gian mình có thể đi hơi lâu chút nếu mà chưa gặp thời, còn gặp thời thì nó phất lên mấy hồi à. Tuy nhiên đó là các bạn cần phải có một cái số tiền để các bạn lúc mà các bạn chưa có thu nhập á, với cái nghề mình yêu thích á, thì các bạn sống được, lay lắt được qua ngày ha. Ví dụ như là mình không ăn cơm với thịt nữa, mình ăn cơm với rau cũng được. Để mình phải chịu được cực khổ hơn cái giai đoạn đầu, phải kiên nhẫn với cái giấc mơ, cái niềm yêu thích của mình. Chứ làm 2-3 ngày rồi bỏ xong rồi bạn lại bắt đầu một cái mới nữa. Nó giống như việc là hôm nay các bạn muốn về Bến Tre, các bạn uống nước dừa, đi tới giữa đường thì các bạn cảm thấy là tự nhiên thèm bánh bột lọc Huế quá, các bạn lại quay xe bạn đi ra Huế. Bạn đi ra Huế, gần tới Huế rồi bạn lại cảm thấy là trời ơi bây giờ mùa hè phải đi biển, các bạn lại hoành xe về Nha Trang. Bạn đi Nha Trang xong rồi, bạn chưa tới Nha Trang mà bạn lại cảm thấy là hình như ở ngoài Hà Nội có cái bún chả ngon lắm, các bạn lại đi ra Hà Nội. Thì bạn nghĩ đi, cả cuộc đời bạn cứ đi thích cái này xong rồi đi gần tới đích rồi, hoặc là chưa tới đích mới bắt đầu nản, lại thích qua cái khác, thì bạn cứ xoay 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 như vậy thì không biết tới bao giờ bạn mới đến đích được. Và cái đích của bạn là gì bạn cũng không biết luôn. Cho nên á, nếu mà mình đã xác định được mình thích cái gì rồi và mình chỉ còn do dự đúng một điểm là mình không có người dẫn đường, mình không được đào tạo bài bản, thì có lẽ bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ rồi. Tại vì đó không phải là vấn đề nữa, đó không phải là rào cản nữa, đó chỉ là cái hạn chế về tư duy của mình với một cái điều gì đó quá mới mẻ mà mình chưa trải nghiệm mà thôi. Bộ não của con người chúng ta nó có một cái phần gọi là để bảo vệ mình khỏi những cái nguy hiểm á các bạn. Ví dụ như hồi xưa thời tiền sử á, thì mình đi đánh bắt, mình đi săn bắt á, thì mình sẽ gặp những con thú dữ như gấu, sư tử, cọp đồ á, sói đồ á, thì cái vùng não đó nó sẽ lên cái tín hiệu để cho mình biết là ê, coi chừng cái chỗ này nó nguy hiểm, cái này nó nguy hiểm. Và cái bộ não này theo cái tiến hóa tới bây giờ thì nó cũng sẽ cảnh báo mình với cái tín hiệu như vậy, với những cái điều mà nó cho là mới mẻ, chưa từng trải nghiệm, thì nó sẽ không biết được là có tốt hay không cho mình, thì nó cứ cảnh báo là ê, coi chừng nguy hiểm đó, không biết tốt hay không, không biết đi về đâu được đến bao nhiêu, thì nó cứ cảnh báo là cái này tao không biết nghe, coi chừng nguy hiểm. Thì khi bạn bị cái này chi phối quá nhiều thì bạn sẽ không dám làm gì hết, bạn chỉ làm những cái gì quen thuộc và trong vùng an toàn của mình thôi. Nhưng mà các bạn nghĩ đi, nếu mà quen thuộc trong vùng an toàn không thì tới giờ mình có thể là chưa có nồi cơm điện, chưa có máy bay, chưa có xe hơi, chưa có điện thoại di động luôn. Nên đôi khi mình cũng phải phá cách, mình cho phép bản thân mình được trải nghiệm những cái điều mới mẻ trong cuộc sống để mình xem thử cái khả năng của mình tới đâu. Một số người thì cho rằng là tuổi tác nó là một cái vấn đề lớn, sẽ cản trở cái việc học cũng như là không có đủ thời gian để trải nghiệm. Mình còn con cái, gia đình và rất nhiều thứ khác ở trên cái đôi vai của mình, đó là ai chịu trách nhiệm. Nó không sai các bạn, nhưng còn cái mặt khác tốt hơn của tuổi tác, đó chính là tuổi tác là một cái tài sản. Vì các bạn đã có nhiều tuổi rồi đó, nên là các bạn sẽ có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, các bạn sẽ đã va vấp nhiều rồi, các bạn cũng đã có những cái kinh nghiệm nhất định rồi, thì cái việc mà các bạn học một cái điều gì đó mới thì nó sẽ dễ hơn so với việc là một cái bạn ngây ngô không biết gì hết. Bạn đã có nền tảng rồi á, kiểu vậy thì bạn sẽ học nhanh hơn thôi. Còn cái thời gian học lâu hay mau tùy vào cái mức độ tiếp thu của mỗi người và cái quyết tâm, ý chí của người đó nữa. Đôi khi bạn cứ kiểu tôi già rồi tôi học không được đâu, thì tự bạn đã giới hạn bạn rồi, chứ đâu phải là ai giới hạn bạn đâu. Còn nếu bạn nghĩ là ok, tôi sẽ dành ra mỗi ngày nửa tiếng để học một cái điều gì đó mới, thì sau khoảng 3 tháng bạn sẽ thấy khác biệt. Có thể bạn không phải là chuyên gia trong cái lĩnh vực đó, đương nhiên mới 3 tháng mà, nhưng chắc chắn bạn sẽ có một cái kiến thức nhất định nào đó với cái lĩnh vực mà bạn đã chọn đầu tư nửa tiếng một ngày cho nó. Thay vì bạn cứ do dự thì bạn cứ thử đi. Bắt đầu một điều mới cũng là cho phép mình lật sang một trang sách mới với những điều bất ngờ, thú vị dành cho cuốn sách cuộc đời bạn mà.
Và nếu bạn có yêu thích viết, bạn muốn học viết và chưa biết bắt đầu từ đâu, hoặc bạn đã có nền tảng nhưng bạn không biết cách, chưa biết cách đăng bài lên báo nè, chưa biết cách viết sách, viết truyện dài rồi nè, thì bạn có thể liên hệ tới tôi sẽ hướng dẫn dạy cho bạn. Tôi có hai khóa cơ bản và nâng cao, thì bạn cứ liên hệ cái mail ở dưới video này, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Và lịch học thì cứ 24/6, 3/5, 7 sáng hoặc là tối, các bạn cứ đăng ký theo cái lịch của mình thì tôi sẽ sắp xếp lịch cho các bạn. Nói chung á, mình muốn thì mình sẽ tìm cách mình làm, còn mình không muốn á thì mình sẽ có rất nhiều lý do để trì hoãn, đúng không? Rồi, clip ngày hôm nay tới đây thôi, và tôi cũng không biết là khi nào mình nên clip nữa. Thường á là tôi sẽ lên podcast, nhưng mà lâu lâu hứng lên thì sẽ thích cái kiểu ngồi chia sẻ với các bạn như thế này, vì nó có cảm giác gần gũi hơn. Một lời cuối cùng cho chiếc video hôm nay đó là, nếu bạn đang do dự để bắt đầu một điều gì đó thì có lẽ điều đầu tiên là bạn đứng dậy và bắt đầu nó đi thôi. Tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye.